Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với kênh Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng có bán rất là nhiều các thiết bị điện tử cũng như là những thiết bị quang học rất là xịn sò ở trên trang điện tử thái thắng.com. Đấy. Thì ngày hôm nay thì Điện tử Thái Thắng có giới thiệu một cái sản phẩm được gọi là camera ảnh nhiệt cầm tay nhé. Thì cái camera ảnh nhiệt này thì nó sẽ rất hữu dụng trong những cái trường hợp như là dùng trong cái y tế này, trong sân bay này. Ví dụ chúng ta cần phải kiểm soát cái lượng người lớn, một đám đông chẳng hạn, chúng ta nhìn vào đấy và biết ai là người đang sốt. Đấy. Còn khi chúng ta dùng cái thiết bị cầm tay kia đo từng người một thì nó sẽ rất là lâu. Nếu mà ví dụ như là một đám đông khoảng chục hoặc là 20 người thì rất là lâu. Chúng ta soi như thế này thì chúng ta biết ai là người đang sốt ở trong đấy. Bình thường ở những cái sân bay thì chúng ta phải sử dụng những cái thiết bị rất là chuyên dụng, có giá lên tới vài trăm triệu đến cả tỷ bạc. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái này trong cái tòa nhà hoặc là những cái nơi đông người, chúng ta cần kiểm soát ai là người đang bị sốt chẳng hạn, để chúng ta thanh lọc nhanh, để chúng ta có thể gọi người ra và đo bằng những thiết bị chuyên dụng. Và thứ những cái chức năng khác, chúng ta có thể đo máy móc này, đo dây điện này, để biết những cái sản phẩm, những cái thiết bị nào nó đang bị quá nhiệt hoặc là quá nhiệt ở chỗ vị trí nào, thì nó sẽ hiển thị ra cái vị trí của cái điểm có nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất và cái nhiệt độ ở trung tâm. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây, chức năng của nó rất là nhiều chức năng luôn nhé. Cái hình ảnh của nó sẽ như thế này. Thì ở trong này sẽ có một bao đựng này, sản phẩm của nó có sản phẩm trong bao đựng luôn. Có cái dây đeo này, dây đeo này. Và có 4 viên pin 2A nhé, 4 viên pin 2A. Đó. Thì chúng ta sẽ thử cái sản phẩm này. Đây, nó trong cái túi luôn này. Chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua. Đây, chúng ta có thể nhìn cái hình ảnh của nó như thế này. Đây. Có mã hiệu là HT02. Và bên mình cũng có cái sản phẩm HT02D nhé. Nó giá nó rẻ hơn, còn con này nó sẽ đắt hơn một chút. Đây là có cái nỗ để có thể cắm được cái chân tripod này. Đây là cái nút chụp ảnh này. Chúng ta ấn vào đây thì sẽ chụp được ảnh nhé. Đây là những cái đầu này, là những cái có cái camera này, có cái ảnh nhiệt này. Đó. Đây sản phẩm có một cái màn hình 2.4 inch nhé. Các phím chức năng. Bây giờ mình sẽ thử lắp pin và bật lên cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ thử bật cái sản phẩm này lên. Đây là cái nút tắt bật cũng như là cái nút menu luôn. Đấy. Thì ở bên ngoài thì sẽ nhìn nó sẽ sáng hơn như thế này nhé. Đây là quay qua cái điện thoại của nó như thế này. Đấy. Thì chúng ta có thể biết một vài các cái thông số ở trên này. Đây là cái nhiệt độ của cái điểm này luôn. Đó. Còn đây là cái nhiệt độ, đây là cái E, là cái mức phát xạ. Mức phát xạ này còn phụ thuộc vào những cái vật liệu khác nhau nhé. Ví dụ như là sắt thì nó khác này, rồi là đồng khác này, da người thì nó lại khác này. Đây. Còn đây là min, là nhiệt độ thấp nhất, và đây là nhiệt độ cao nhất này. Đây là giờ nhé. Và đây là cái bảng màu này. Bảng màu này có thể điều chỉnh ở trong cái menu này. Bảng màu giờ hoặc là cái E này có thể điều chỉnh ở trong cái menu đấy. Thì bây giờ mình sẽ thử đo cái còn đây là nút chụp hình này, có lưu hay không thì ấn yes, còn không thì ấn no. Bây giờ thì mình sẽ thử với cái bàn tay này. Cái này có cái độ phân giải của cái ảnh nhiệt là 60x60 nhá, thì nó sẽ lớn hơn là cái 32x32 hôm nọ mình giới thiệu. Thì nó cũng đắt hơn chỉ một tí thôi. Thì ở trên này cũng có những cái nút, hai cái nút này để chúng ta có thể điều chỉnh cái mức độ hiển thị của cái ảnh nhiệt. Ảnh nhiệt hiện nay đang là 100% nhé. Chúng ta bật như này thì là về hoàn toàn ảnh thực, chỉ có ảnh thực hiển thị ảnh thực thôi, nhưng nó vẫn hiển thị nhiệt độ nhé. Ấn thêm một lần nữa là mức này là 25%, tức là có 25% ảnh nhiệt. Đây là 50%, tức là có 50% ảnh nhiệt và 50% là ảnh thực.
nó sẽ chồng lên nhau. Đây là mức 75% này, 75% ảnh nhiệt và 25% là ảnh thực. Còn đây là mức 100% nhé. Đấy, nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào cái menu của nó xem như thế nào. Menu của nó thì là có cái đây là cái điều chỉnh độ C hoặc là độ F nhé. Đây là cái còn bao nhiêu mê thì nó sẽ hiển thị trên này. Đây là cái bảng màu nhé. Bảng màu thì chúng ta có thể điều chỉnh cái bảng màu ở đây. Đây là bảng màu đen trắng này. Đây là bảng màu sắt hoặc bảng màu cầu vồng đều có hết nhé. Đây là bảng màu cầu vồng này, bảng màu sắt này. Đây tức là cái màu đen là sẽ là nhiệt độ cao nhất và màu trắng là thấp nhất. Còn đây là ngược lại, đây là màu trắng là cao nhất và màu đen là thấp nhất. Còn đây là chúng ta điều chỉnh cái độ phát xạ ở đây nhé. Từ 1, từ 0.1 đến 1. F này là cái này là chúng ta có bật cái ô vuông của cái nhiệt độ thấp nhất hoặc là cao nhất hay không. Đây. Khi bật cái này thì chúng ta sẽ hiển thị được cái nhiệt độ thấp nhất và cao nhất. Đây. Đấy, cao nhất là cái chỗ màu đỏ và cái màu vàng kia nhá. Còn thấp nhất là cái phần màu xanh, cái rìa ở trên góc bên trái kìa. Nhiệt độ thấp nhất ở bây giờ là 27 độ và cao nhất là 34.8. Đấy, chúng ta có thể dùng cái này để đo nhiệt độ của cơ thể người. Thì dĩ nhiên là nó đo trong một đám đông là tốt nhất. Độ sai số của nó là từ 1 đến 2 độ. Thì nếu mà muốn đo chính xác thì chúng ta sẽ dùng lại một cái nhiệt kế. Hoặc là dùng cái loại mà có độ sai số thấp hơn. Thì cái này nó sẽ phát hiện ra nhanh người nào bị sốt ở trong một cái đám đông. Và để mua cái sản phẩm này cũng như những cái sản phẩm khác, bên mình có rất là nhiều các cái giải pháp đo nhiệt khác, đo thân nhiệt khác. Ví dụ như là có một cái loại mà giá rẻ để đo chỉ hiển thị cái nhiệt độ lên thôi, không phải là ảnh nhiệt. Hoặc là những cái thiết bị siêu đắt ở những cái sân bay chẳng hạn. Đó, chúng ta gồm có màn hình này, camera này, tất cả các bộ đấy cũng vài trăm triệu đấy. Nhưng mà bên mình vẫn có nhá. Đây là những cái mã khác của cái ảnh nhiệt. Cái ảnh nhiệt này thì nó đắt và nó có cái độ phân giải nó cao hơn. Mà còn cái này thì nó phân giải nó thấp hơn thì nó sẽ rẻ hơn nhé. Nhớ nhấn subscribe và nút chuông ở bên cạnh thì mỗi lần điện tử thấy đánh ra cái clip mới thì sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.